Truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, người đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Tối 13 tháng 7, cơ quan điều tra đã quyết định truy nã bị can đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa do bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồ Thị Kim Thoa để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có hành vi đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Tháng 5 năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa được phân công phụ trách trực tiếp vụ công nghiệp nhẹ, nay là Cục Công nghiệp và Tổng công ty Sapeco. Bà Thoa biết khu đất 246 Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh đã được sắp xếp giao cho Bộ Công Thương, Tổng công ty Sapeco, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, vốn nhà nước chiếm 89,59% để quản lý, sử dụng đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê và không được thành lập pháp nhân mới. Dù vậy, bị can vẫn báo cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phê duyệt đã ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Sapeco liên doanh, liên kết thành lập công ty Sapeco Pearl. Bà Thoa còn lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp nhà nước làm thủ đoạn, dần chuyển dịch quyền sử dụng đất khu đất 246 Hai Bà Trưng từ Tổng công ty Sapeco sang công ty Sapeco Pearl, từ tài sản nhà nước sang tư nhân. Được biết, diện tích khu đất này là 6.080 m², với giá trị quyền sử dụng đất là hơn 1.075 tỷ đồng vào thời điểm năm 2015. Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty Sapeco đã ký công văn kèm các văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho công ty Sapeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án và chuyển quyền sử dụng đất từ công ty Sapeco sang công ty Sapeco Pearl. Từ đó, các sở ngành thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đó, ký ban hành các quyết định cho công ty Sapeco Pearl thuê đất trái các quy định của pháp luật. Bị can cũng không xem xét đánh giá chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của khu đất đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, bổ sung thêm chức năng căn hộ ở, thoái toàn bộ 26% vốn góp của công ty Sapeco tại công ty Sapeco Pearl. Đến nay, công ty cổ phần đầu tư Quảng trường Mê Linh, tiền thân là công ty Sapeco Pearl, doanh nghiệp 100% vốn tư nhân là đơn vị đứng tên quyền sử dụng đất khu đất 246 Hai Bà Trưng. Kết luận điều tra chỉ ra rằng hành vi của bà Hồ Thị Kim Thoa diễn ra trong thời gian dài, có tính hệ thống, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Trước đó, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm cũng đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và quản lý đất đai liên quan đến việc sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng cùng với việc thành lập công ty Sapeco Pearl trái quy định để đầu tư dự án. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.